Mới đây, một số hình ảnh KICM xuất hiện tại buổi tổng duyệt một chương trình ca nhạc đã thu hút sự chú ý của công chúng. Trong các bức ảnh, anh chàng producer của loạt bản hit 100 triệu view tươi cười vui vẻ, tâm trạng khá là thoải mái dù là trời nắng gắt, nóng bức đến đâu. Và được biết trong chương trình này thì KICM sẽ biểu diễn cùng với hai á quân của The Voice Kids 2019, đó chính là Trấn Quốc và Linh Đan. Như vậy thì với tâm trạng ổn định hiện tại của KICM, cộng đồng fan có thể an lòng, bớt lo lắng thần tượng của mình đang gặp phải vấn đề tâm lý. Bên cạnh đó, không ít người kỳ vọng nam producer có thể tự lực cánh sinh trên sân khấu, tạo ra những sản phẩm riêng của mình và trình diễn, thay vì chỉ đệm đàn trên nền giọng hát của Jack mà thôi. Nửa tháng qua, chủ đề về Jack và KICM chưa từng dừng lại trên các trang tin báo chí cũng như là mạng xã hội. Lần lượt, những người trong cuộc đều có phát ngôn riêng của mình, từ tích cực động viên người hâm mộ cho đến những đoạn chat chia sẻ riêng tư đáng quan ngại. Đặc biệt, sau khi xuất hiện thông tin KICM lo lắng bản thân bị trầm cảm vì những ồn ào trong mối quan hệ với Jack, thì J97 cũng phản bác trên trang cá nhân của mình. Cho dù mối quan hệ của hai cái tên Jack và KICM có tệ đến đâu, công chúng vẫn đánh giá đây là hai gương mặt tài năng của làng giải trí Việt Nam, xứng đáng có chỗ đứng riêng trên sân khấu.